Chào mọi người nhá. Hôm nay bọn em đang chuyên mục đóng lồng ở miền Nam ạ. Thì trong này có 4 con, hôm nay sẽ đi miền Nam thì có 2 con là do sự cố xe ấy nên là nó đã, cái chó kiểu nó bị sốc nhiệt, nó chết trong xe ấy. Nói chung là nó không có nhiều xe chạy một kiểu như là nó không có một điểm đến, ví dụ như là đi xe Long An chẳng hạn, nó không có xe chạy thẳng vào Long An mà nó cứ chạy vào trong miền Nam xong nó lại gửi về Vũng Tàu, xong nó lại gửi từ Vũng Tàu về Long An. Nói chung là nó phải tầm 4-5 chuyến mới về được đến nơi ấy. Đấy, thế nên là cái xe cuối cùng ấy mà khách của nhà em nhận được thì họ bảo là con chó để ở trong cái cục nóng của xe nó bị nóng. Anh Tuấn hay sao đúng không? Hả? Anh Lê Tuấn hay sao ấy? Không nhớ lắm. Em đưa hàng vẩn đây. Khi còn đẹp hơn cả hàng đầu của anh. Cái con trước của anh luôn đúng không? Anh này, tí nữa em gửi đường link cho anh nhá. Nhập Mỹ nhá. Đẹp hơn cả đàn lúc đầu nhá. Nên là nói chung là sự cố nó không may, không ai mong muốn ấy, thì bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức để khắc phục được các anh ấy. Đây còn con của cái Thanh nhá. Đây đi Long An đây. Đàn nê bố Lero nhà Pháp nhà Hoan nhá. Ủa đấy, rồi. Siêu to luôn đấy. Còn một con đỏ đen bố mắc đây sẽ đi Quảng Trị à? Đấy, hôm nay bé sẽ làm video đóng lồng luôn cho các anh đây. Nói chung là cái này là sự cố thôi, anh mong muốn bên em sẽ hỗ trợ các anh hết mức có thể. Nghĩa là bé sẽ đổi con khác về và con đẹp hơn con trước của các anh ấy luôn. Đấy cả. Em rất thích màu đỏ đen đấy, bởi vì như nào nhỉ? Cái thông tin thì mọi người thấy đúng không? Đúng rồi, xem nó khác biệt như nào đúng không? Nhập nha, nhưng mà đây. Đỏ đen đấy nhá, nó là con Nero đúng không? Vâng. Chứ nó phải mê thì nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà đây đỏ đen. Gấu không? Đấy cắn luôn, bụp luôn. Đỏ đen này. Đấy. Đấy. Gấu luôn. Nghĩa là cái dòng chỉ có một con được thôi, nghĩa là cái dòng đỏ đen chơi về thần kinh thì nó rất là hay. Ví dụ là mình nuôi để huấn luyện ấy, với cả đi thi đi học thì nó rất là hay. Nhìn nó vẫn là khỏe đúng không? Mà màu nó cũng đẹp. Còn đây để mấy con này thì em chuyển đi miền Nam hết đây. Con Nero này. Anh ở Long An chuẩn bị nhận chó nhá. Đấy mọi người để ý nhá. Mọi người để ý là khi mà chuyển xe thì là bên nhà em sẽ gửi kèm với sổ tiêm cho mọi người. Nhưng mà ví dụ như là nhà xe gọi điện thì mọi người để ý điện thoại giúp bên em ấy, để cho người ta có thể liên lạc một cách chủ động nhất cho mọi người. Này nghịch chưa? Gấu thật đấy. Tiếp tục Petro nhập Mỹ này. Đấy, khi đi gửi là bọn em đã chuẩn bị sẵn dưa chuột với cả trứng vịt lộn rồi. Lát nữa là sẽ ra ngoài bến cho em nó ăn ấy, cho ăn trứng vịt lộn trước. Sau đó thì sẽ để dưa chuột vào trong lồng cho các em ấy vừa đi nóng này là chuẩn để cho nó ăn ấy. Đầy đủ nhá, có suất có phần hết. Đây, trứng vịt lộn và dưa chuột nhá. Gửi lái xe cho ăn. Nhưng mà hôm nọ chết là có khi mấy thằng lái xe uống rượu. Nghĩa là không phải là không cho ăn mà như là anh khách nói là nó để vào trong cái cục nóng của cái xe ấy anh. Nó để ở cuối của ống xả ấy. Thế là con chó bị nóng quá nó bị sốc nhiệt. Nó nôn rất là nhiều nước luôn ấy. Tiền thì cũng quý thôi nhưng mà nói chung là chó sản xuất ra rất là thương đúng không? Mình cứ muốn con chó nó chết một cái vì một cái lý do đấy đúng không? Những cái lý do ấy trời ơi đúng không? Đấy, nên mà em không bao giờ mong muốn điều đấy xảy ra. Từ trường hợp đây là mà bên nhà xe nhá, họ không hề hỗ trợ mình cái gì đúng không? Chó chết thì tất nhiên là đền thôi. Là nguyên tắc rồi, bây giờ uy tín của trại rồi đúng không? Nó đèn thôi nhưng mà mấy là nếu sau nó lại đẻ mình lại có, nhưng mà cái vấn đề là như nào nhỉ? Để con chó nó là sinh mạng nó chết mình rất là thấy phí đúng không? Kiểu như là mình thương ấy. Đây, anh Quảng Trị nhá, anh nhận chó. Bố mắc nhiều Nga nhá anh ơi. Gồm đi ăn chưa? Như kể như vẽ luôn đấy ạ. Đấy. Siêu đỏ. Đấy. Thế nên là các anh cứ đây, bọn em về bao giờ cũng sẽ cho ăn uống đầy đủ trước khi đi đây, còn để cả dưa chuột. Yên tâm như thế rồi, nhưng mà không may cái chuyện xảy ra thì bọn em vẫn sẽ hỗ trợ các anh ấy. Đỏ đen nó vẫn rất là nghịch. Gấu nhờ, thấy đồ cái là điên đồ luôn. Thôi để bọn em đóng lồng cho chú đi khỏi muộn. Xin chào mọi người.